quá lạ thật cái con cá này, tại sao nó không chạy nhỉ? Các bạn ơi, bình thường cái con cá này nó sẽ quẫy đuôi như này này và nó phát nhạc cơ, nhưng mà không biết là nó bị hỏng hay làm sao ấy. Mình thử lắp lại quả pin này xem nào. Hy vọng là cái lần này mình sửa chữa sẽ được. Mình sửa chưa lần nào được đâu các bạn ơi. Đây, nó dùng 3 quả pin các bạn ạ. 3 quả pin đấy. Bây giờ mình sẽ lắp lại nha. Ui. Nó dãy đành đạch rồi các bạn ơi. Các bạn nghe không? Vừa có tiếng nhạc này và tiếng đuôi nó cứ đuôi nó quẫy này. Tạch này. Hay quá, mình thử cho nó xuống đường đi xem nào. Ô. Bánh xe nó quay nhưng mà nó không đi ở trên cỏ đâu. No. Ôi trời ơi, chán thật đấy. Trông xịn xò thế này mà không đi ở trên cỏ. Bọn mình thử tìm một cái chỗ nào đường bằng phẳng, đường bê tông để bọn mình chôn cái. Here we go. Đây có phải là một con tôm không? Con tôm đồng à? Không phải rồi. Con tôm đồng cái càng không được to thế này và cái đuôi không thể cong thế này được. Úi ôi, cái đuôi của nó có thể phóng thế này. Hình như cái đuôi của nó có cái mũi tên để tấn công mình như sao đấy. Đây đích thị là con bọ cạp rồi. Con bọ cạp kia, mau né ra ngay. Né ra. Wow. Các bạn ơi, nó không cho mình đi qua đây à? Được rồi, thế thì mình không dám đi qua đây nữa. Ôi trời ơi, đây là cái gì thế nhỉ? Không biết là cái con ấy nó còn đuổi mình nữa không? Đây như một cái búa các bạn ơi. Nó phát ra tiếng kêu này. Có lẽ nào ông trời đã gửi xuống cho mình cái búa này để mình trừng trị cái con kia nó dám chặn đường mình. Không sợ nó nữa, tấn công nó thôi. Ôi trời ơi, cái con bọ cạp kia vẫn không định né ra cho ta đi đúng không? Thấy gì chưa? Ta đã có một cái búa ở đây, xem nhà ngươi còn dám ở đấy chặn nữa không? Được. Xem nào, hãy xem cái búa đây. Ui, vẫn chưa là sao à? Trời ơi, các bạn ơi, có điểm dí gì gì rồi. Quay rồi. Bông bóng. No. Ui, các bạn ơi, ở đây có một cái gói gì treo ở trên cây, có hình con chuột Mickey nhỉ? Bên cạnh này hình như là những cái miếng bim bim khoai tây hay sao ấy. Chắc là cái gói bim bim này là dành cho những người chịu khó đi bộ ở công viên này đây. Đây chắc chắn là món quà dành cho mình rồi. Biết đâu ở quanh đây còn những món quà khác nữa nhỉ? Mình phải đi xem nào. Yeah, đi chơi mà không có quả. Ui, con gì xanh xanh mà lại lắm lông thế này nhở? Ui, các bạn ơi, tớ thấy cái con này mồm nhiều răng lắm. Mồm nhiều răng như này, hình như là con yêu quái Huggy ấy. Đúng rồi, thế này mình phải chạy đi nắp thôi. Ui, ở đây có cái cây rồi. Các bạn ơi, trèo cao thế này thì chắc là con Huggy nó không nhìn thấy mình đâu nhỉ? Mình phải nấp thôi. Wow. Trời ơi, sao cái công viên này nó rộng thế nhỉ? Đi mãi vẫn chưa nhìn thấy cái chỗ nào đường bằng phẳng, đường bê tông để mình thả con cá này xuống các bạn ơi. Ui. Chả lẽ công viên rộng xong là lại nuôi cả khỉ nhỉ? Khỉ nó trèo lên cây đấy các bạn ơi. Ôi, lại còn ngoáy mông nữa. Mình phải ra mình trêu con khỉ này mới được. Khỉ ơi. Ô, không phải khỉ à? Mà tụt là tớ giật cả mình đấy. Này các bạn ngoài kia, ở dưới đất rộng rãi thế này, không đứng lại neo lên cây, tớ tưởng con khỉ tớ lại vỗ cho cái vào mông. Bạn tụt nói bé thôi, bạn tụt biết làm sao mà tớ trèo lên cây đây không? Làm sao? Tớ vừa nhìn thấy cái con Huggy ở đằng kia đấy. Huggy á? Bạn tụt mau trèo lên đây, trốn đi. Tưởng cái gì, cái con Huggy thì có gì mà sợ. Tớ đã có cái búa đây rồi, bạn Huệ xuống đây đi. Bạn Huệ dẫn tớ sang bên đấy, tớ xử lý con Huggy cho. Dao ơi, cái búa bé tí này kia thì làm gì được cái con yêu quái Huggy kia? Làm gì được hay không thì bạn cứ xuống đi thì tớ sẽ cho bạn thấy. Mimi. Chắc chưa? Xuống đi, giời ơi, con gái con đứa mà trèo lên cái ngọn cây thế này. Ôi giời ơi. Có ai người ta nhìn được không? Cẩn thận đi nha. Ôi giời ơi. Đâu, cái búa như nào, tớ xem nào. Trông nó thế này thôi, nhưng mà bạn đừng có đùa. Chưa, mỗi lần đập ấy nó phát ra tiếng kêu à, và tớ vừa mới sử dụng cái búa này đập bẹp dí một cái con bọ cạp nó chặn đường tớ xong. Nếu mà không tin ấy để tớ gõ cái vào đầu bạn Huệ. Tớ chả tin đâu, bạn gõ thử xem nào.
Sao? Thấy chim hót ngôi sao chưa? Nhiều sao lắm các chú ơi. Hay quá. Công nhận là cái búa bé tí thế này lợi hại thật đấy các bạn ơi. Còn chần chờ gì nữa mà bạn không dẫn tớ qua đấy để tớ xử lý con Huggy cho. Đi thôi. Here we go. Con Huggy nó ở đây này. Bạn tốt mau đánh cho nó bé tí đi. Ui, cái con này người nó mỏng sẵn rồi. Được cái là nó cao. Ui, cái mồm nó nhiều răng đấy. Nó nhiều răng lắm, nó ăn thịt người đấy bạn tụt ơi. Tớ phải bổ cho nó mấy cái mới được. Thế thôi, tớ chạy đây. Ui, bạn Hẹo ơi, sao bạn lại để tớ một mình? Con Huggy kia, nhà ngươi dám đến đây thì định bắt nạt các bạn nhỏ ở công viên đúng không? Ta sẽ không tha nhà ngươi đâu. Ui, không ổn đấy bạn Hẹo ơi. Cái con này nó kiểu như là nó mạnh lắm. Cái búa của bạn có sớm sen không? Không bạn Hẹo ơi, cây búa này chỉ đập được thế thôi. Freak out! Thế thôi bạn chạy đi. Ui dồi ôi, bạn Tú sắp thua rồi các bạn ơi. Mình phải trèo lên cái cây này, mình trốn thôi. Trốn ở đây chắc là an toàn rồi nhỉ các bạn nhỉ. Nhưng mà không được, mình để bạn Tú ở đấy một mình. Nhỡ đâu bạn Tú bị cái con đấy ăn thịt thì sao nhỉ? Mình không thể bỏ rơi bạn Tú được. Làm nào bây giờ? À, mình có điện thoại đi rồi. Để mình gọi cho Godzilla ra giúp đỡ nhá. 0123456789010. Wow. Godzilla, mau đến công viên này cứu giúp bạn Tụt đi. Bạn Tụt đang gặp nạn rồi. Nhanh lên, tớ gửi vị trí cho. Ok. Ui, may quá các bạn ơi. Bạn Godzilla, ok rồi. Bạn ấy đồng ý đến cứu giúp bọn mình rồi. Godzilla tới á. Ui, ok, thì tớ té đây. Ui, Godzilla phóng ra cái tia plasma mạnh thế bạn ơi. Đấy, tớ đã bảo rồi mà. Here we go. Thắng rồi. Godzilla chiến thắng rồi. Tớ thấy cái con Huggy nó văng ra, xong là ở bên cạnh nó còn có những cái mảnh ghép gì ấy bạn Tuda. Có khi bọn mình phải ra xem là cái gì bạn ơi. Bọn mình đi ra. Here we go. Ở đây không có cái gì cả. Không thấy cái gì cả. Ở trong này toàn cỏ thôi. Đi ra đi bạn ơi, muỗi đốt đấy. Nhanh đi ra ngoài đi. Lạ nhỉ. Xa thế nhở? Rõ ràng là đoạn này thôi mà sao lại không thấy? À, tớ nhìn thấy đây rồi bạn Tụt ơi. Đây có phải con Huggy không? Cái gì mà lông lông thế này? Ở đây có hai cái gì đây? Có kẹo cầu vồng. Hai chiếc kẹo cầu vồng. Tớ lấy một cái, bạn một cái nhá. Mình chia nhau. Nhưng mà xem đây có phải con Huggy vào đây không? Đúng rồi, bạn ơi. Hai con mắt rồi. Ui giời ơi các bạn ơi. Cái hàm răng này của nó chắc chắn là nó đã ăn thịt tương đối nhiều các bạn con vật hoặc là các bạn nhỏ ở ngoài công viên rồi đấy. Đáng đời cái con Huggy này nha. Bây giờ nhà ngươi đã biến thành thú nhồi bông rồi. Tớ nghĩ là bạn Huệ nên mang về nhốt nó vào chuồng gà đi bạn Huệ ơi. Cái kết của cái con này là biến thành thú nhồi bông để cho các bạn nhỏ chơi đấy. Thế vừa nãy hình như là còn cái gì ngoài cái con này bay ra đây cơ mà. Nhiều mảnh ghép lắm cơ mà nhỉ. Đâu ấy nhỉ? Chân bạn Huệ có cái gì nhỉ? Chân á. Ở đây là cái con gì đây? À, con gì lông đốm này? Đây như kiểu một con bò bạn ơi. Nhưng con này cái da của nó không được trắng cho lắm. Con này hình như là hơi bẩn hay sao ấy. Ôi chưa hết đâu, ở phía dưới kia vẫn còn kìa. Con này cũng giống con này nữa. Đây có một con màu vàng nữa. Ba con này giống nhau nhưng khác màu các bạn ơi. Giống nhau này, đều có hai cái sừng, hai cái tai và hai con mắt này. Đây là bò sữa. Đây là bò sữa. À bò sữa. Chuyên sản xuất sữa cho chúng ta uống hàng ngày đấy. À, đúng rồi, đây có bệ sữa đây này các bạn ơi. Đúng rồi, tất cả đều có bệ sữa bạn ha. Đấy, nhờ có sữa bò mà bọn mình mới thông minh như này đấy các bạn ạ. Bọn mình đã cứu được ba bạn bò rồi. Không biết là còn từ. Tôi nghĩ là còn đấy. Đây này. Ở đây không phải là đây là ai đây? Cái gì đây? Con gì đây? Sao mà con này cũng có cái tóc ở trên cổ này. Con này cũng thế này. Ôi! Ở đây còn có hai bạn nữa đây này. Ui sao giống nhau thế nhở? Giống nhau nhưng mà này có ba con màu nâu không? Một con màu trắng vằn đen thế này. À, mình sẽ xem cái con vằn màu vằn đen, màu trắng vằn đen nữa này. Con này là con gì? Đây là ngựa vằn, đúng rồi. Chỉ có ngựa vằn thì mới có kiểu vằn này thôi. Thế nào, bọn mình đã cứu được tương đối các bạn con vật rồi, bọn mình đi về đã đi. Ngoài này nguy hiểm lắm, đi về đi.